Dạ mến chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Hiện tại thì em đang có mặt ở một cái vườn xoài nha anh chị. Cái giống xoài hôm nay em giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị mình là cái giống xoài đỏ Ngọc Vân ha. Nghe cái tên thì anh chị biết cái màu sắc đặc trưng của giống xoài này như thế nào rồi ha. Rồi không dài dòng nữa thì quay đến đây trực tiếp cho tất cả cô chú anh chị mình cùng xem nha. Đây ha, cái màu sắc thì nó hơi chói anh chị do em xài cái camera trước ha. Nè, xoài đỏ Ngọc Vân nè anh chị ha, tím đỏ nha anh chị. Thì cái nắng, ánh nắng càng nhiều á thì cái màu sắc của cái cây sồi, trái sồi lên càng đẹp ha. Để kiếm cái trái nào cao cao mình quay chia sẻ với cô chú anh chị mình dễ hơn ha. Đi vòng vòng cây sồi này thế nào cũng có trái trên cao à. Cây này lùng anh chị, cây này trồng mới có 2 năm à. 2 năm rồi cái phát triển lớn ở đây. Chị thấy ha. Sồi đỏ Ngọc Vân. Ok đây cô chú anh chị. Nè. Cực kỳ không? Đó. Sồi đỏ Nhật Bản á, là cũng là một trong những cái giống sồi giống giống vậy nè, màu sắc nó đẹp hơn, nó màu đỏ. Thì nhưng mà cái sồi Ngọc Vân này nếu anh chị để đủ ánh sáng thì nó sẽ đỏ nha anh chị. Ha, màu cực kỳ là đẹp luôn. Quay camera sau lại cho cô chú anh chị xem cùng thưởng thức với em cái giống sồi đỏ Ngọc Vân này như thế nào ha. Rồi những hình ảnh mà tất cả cô chú anh chị mình đang xem đó là cái giống sồi đỏ Ngọc Vân ha. Còn hay còn gọi là sồi tím Ngọc Vân anh chị. Tại vì có màu đỏ tím. Khi mà nó ở trong mát thì cái màu sắc của nó lên sẽ không được đẹp bằng những cái trái ở ngoài ha. Anh chị thấy lon lỗ những cái màu xanh này ha. Là do nó bị núp ở trong nắng nè, những cái phần nào mà nắng nó chiếu tới thì cái màu sắc nó lên cực kỳ là đẹp anh chị nè, anh chị thấy ha. Đó, bé trong là nó sẽ màu xanh ha, không có nắng là nó sẽ không lên màu nha anh chị. Nên nếu anh chị muốn có cái trái xoài Ngọc Vân nó có màu sắc đẹp như thế này thì anh chị phải đem nó ra ánh nắng ha, trực tiếp như thế này. Treo như thế này thì nó sẽ đỏ rất là đẹp. Đây, tới đây có một cái cây lên màu cực kỳ là đẹp anh chị. Đó. Cái xoài này thì trồng được tầm khoảng 2 năm tuổi anh chị. Đây. Nó đỏ quá, đỏ quá chuyển thành màu tím luôn nè. Thường người ta sẽ gọi là màu xanh xoài tím Ngọc Vân á là do lý do này anh chị. Thực chất á cái màu chính xác của nó là cái màu này. Đó, vừa đủ ánh nắng là nó sẽ lên cái màu đỏ cực kỳ là đẹp như thế này anh chị. Ha. Nhưng mà mình canh ánh nắng khó lắm chị. Ở trong phòng phòng kính thì người ta dễ canh hơn. Mình trồng ở ngoài nắng mà, mình trồng tự nhiên á, thực tế thì nó sẽ khó hơn ha. Ok, xoài đỏ Ngọc Vân. Nè, đây cái màu cũng khá là chuẩn của nó nè. Màu đỏ gì nè anh chị ha. Phải canh nắng nha nó mới lên được cái màu này. Chứ thật sự ra nếu mà nắng nhiều quá nó chuyển sang màu đỏ đậm á, đỏ tím á, thường người ta sẽ kêu là xoài tím á, là do là nó ở ngoài nắng rất là nhiều nên nó sẽ tím ha. Anh chị, trái dữ lắm, không về hái cũng nhiều rồi. Đây, anh chị thấy ha. Xoài tím, xoài đỏ Ngọc Vân là một thứ nha anh chị. Trái cực kỳ. Thì anh chị nào tìm mua cái giống này thì có thể liên hệ trực tiếp với số Zalo bên em nha. Vô camera cái màu sắc lên không được đẹp lắm ha. Ngoài nhìn đẹp lắm chị. Đây. Vườn này được trồng có 2 cây anh chị. Trồng ăn chơi, trồng gần nhà chơi ha.